Viên sapphire cháo đồng hình khối trái tim tuyệt đẹp và hiếm. Izubi xin kính chào quý anh chị. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới anh chị một số viên đá đẹp mà chúng tôi săn tuyển được trong chuyến đi mỏ vừa rồi. Những viên đá quý đẹp, hoàn toàn tự nhiên 100%, chưa qua bất kỳ xử lý nào. Trong đó có sapphire xanh lam hoàng gia, sapphire cháo đồng khối trái tim và một viên spinel hồng đỏ, hình khối trái tim tuyệt đẹp. Chúng tôi sẽ để một số mẫu trang sức phù hợp với viên đá chủ để quý anh chị có thể tham khảo và lựa chọn giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Xin mời mọi người cùng xem hết video. Đầu tiên là một viên sapphire xanh lam hoàng gia, hoàn toàn tự nhiên 100% chưa qua xử lý nhiệt. Viên đá được xuất xứ tại vùng mỏ An Phú, Lục Yên. Viên sapphire có trọng lượng 2,37 cm với kích thước chiều dài 9,4, chiều rộng 7 và đáy là 3,9 mm. Viên đá có độ tinh khiết cao, chất đá lành sạch không dạn vỡ, đáy vừa đẹp, độ chiếu tốt. Đây là một viên đá đẹp, rất đáng sưu tầm và sở hữu lên trang sức như nhẫn nam, nhẫn nữ hoặc mặt dây. Viên đá có giá 71.100.000, xin mời quý anh chị tham khảo. Sau đây là một số mẫu trang sức phù hợp với viên sapphire, xin mời anh chị tham khảo và lựa chọn. Tiếp theo là một viên sapphire cháo đồng, hình khối trái tim tuyệt đẹp, gam màu hồng cực xinh, viên đá được xuất xứ tại vùng mỏ An Phú, Lục Yên, hoàn toàn tự nhiên 100% chưa qua xử lý nhiệt. Viên sapphire được kiểm định đầy đủ, quý anh chị yên tâm khi mua hàng chúng tôi sẽ có đầy đủ giấy kiểm định và phiếu bảo hành trọn đời về màu sắc và chất lượng. Viên đá dưới đây có trọng lượng 1,22 cm với kích thước chiều dài 5,9, chiều rộng 6,8 và đáy là 4 mm. Viên đá có độ tinh khiết cao, chất đá trong veo, lành sạch không dạn vỡ, độ sạch cao, lấy lửa đẹp, giác cắt mài trái tim rất đẹp, phù hợp cho các mẫu trang sức độc đáo, riêng biệt, không giống bất kỳ ai. Đặc biệt gam màu cháo đồng này rất đẹp và hiếm trong dòng đá sapphire thiên nhiên. Viên đá này có giá 33.600.000. Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ theo số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ có chuyên viên tư vấn. Và cuối cùng là một viên spinel gam màu phấn hồng siêu đẹp, với độ chiếu bung toàn viên rất đẹp. Viên đá có trọng lượng 0,81 cm với kích thước chiều dài 4,9, chiều rộng 5,9 và đáy là 3,5 mm. Có độ tinh khiết cao, chất đá lành sạch không dạn vỡ, gam màu tuyệt đẹp, rất phù hợp để lên các mẫu thiết kế dành cho nữ. Với gam màu phấn hồng này càng thêm cuốn hút dưới mọi góc nhìn. Ngoài ra với độ tươi màu và rực màu của viên spinel này luôn đẹp trong mọi điều kiện ánh sáng. Viên đá có giá 12 triệu, mức giá rất phù hợp để anh chị sưu tầm và sở hữu lên trang sức. Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ theo số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ có chuyên viên tư vấn. Hoặc mời anh chị đến xem tham quan và trải nghiệm rất nhiều sản phẩm đá quý. Đá phong thủy tại văn phòng đại diện, địa chỉ 11 Lô 6 Đền L2, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hoặc tới cửa hàng phong thủy, địa chỉ 186 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin cảm ơn.